Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong cái clip trước đã quay xong cho các em ở cái bài ở cái đề số 2. Ở đề số 2 và cái bài số 1 và bài số 2, số 3. Ba bài này rồi đúng không? Trong tiết 1. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 4 và bài số 5, được chưa? Cái đề bài như sau em. Có một ở đây thì tóm tắt cái đề bài nha, tóm tắt thì giảng em. 133 quyển vở này. Vở nè. 80 bút nè. 170 tập giấy này. Sau khi chia đều thành các phần thì còn nghe, sau khi mà chia đều vào các phần là bao nhiêu phần thì mình không biết nha. Được không nào? Giả sử chúng ta gọi x nó chính là số phần này. Một phần bao nhiêu quyển thì mình cũng không biết. Nghĩa là một phần này bao nhiêu vở, bao nhiêu cây bút và bao nhiêu tập giấy mình cũng chưa biết được nha. Thì còn dư ở đây là 13 quyển vở dư chia đều hết rồi thì nó sẽ thừa ra. Chứng tỏ cái số vở, ví dụ số vở ở đây nó dư ra thì chứng tỏ đây nó dư 13 quyển thì cái này sẽ còn là 120 quyển. Quyển vở này. 120 quyển vở này để nó chia vô cái phần x này để cho nó đều. Tương tự như vậy thì nó thừa được bao nhiêu? 8 cây bút. Thì cái này sẽ bằng 72 cây bút. Để cái này là dùng để chia này. Cái này vô số phần này. Hai tập giấy, đây trừ cho 2, 170 trừ cho 2 thì nó sẽ bằng 168. Thì giấy này. Thì cái này nó cũng vô x này. Có đúng chưa? Thì những cái số liệu này là những cái số liệu để nó chia vô trong cái phần ít cái phần này. Các em hiểu chưa nào? Như vậy người ta yêu cầu là tính số phần. Tính số phần như vậy để tính được cái số phần này mà chia thì chứng tỏ cái ít này nó phải chia hết gì? Ít này nó phải là ước thầy nói. Nó sẽ là ước, nghĩa là 120 chia cho ít này, 72 chia hết cho ít này và 168 sẽ chia hết cho ít. Hay nói cách khác, ít này nó sẽ thuộc cái ước chung của 120, 72 và 168. Các em hiểu nào? Sau khi các em tính số phần xong, khi đó chúng ta sẽ suy ra được ít. Có đúng không? Chúng ta sẽ tính ra được ít. Đó, sau khi có ít rồi, có ít rồi thì chúng ta sẽ đi tính được trong một phần là có bao nhiêu vụn vỡ và bao nhiêu cây bút và bao nhiêu cái giấy. Bằng cách chúng ta lấy 120, chúng ta sẽ chia cho ít, 72 chia ít và 168 chia cho ít. Hiểu chưa? Đó. Chúng ta giải này, giải chi tiết này. Đó. Chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ gọi cái số phần chia được là ít. Đó. Khi đó ta có này. Bây giờ chúng ta sẽ tính cái sau khi mà dư á, để chúng ta tính ra 120 vở này. Đó này. Theo cái đề bài thì chúng ta sẽ có 133 trừ ở đây cho 13 thì sẽ bằng 120. 80 trừ 8 thì bằng 72. 170 trừ 2 thì sẽ bằng là 168. Các em hiểu nào? Thì chúng ta lập luận đây là vì sau khi chia đều thành các cái phần thì có phải còn dư ở đây là bao nhiêu? 13 quyển vở này. Đúng không? 8 bút bi và 2 tập giấy. Đúng chưa? Nên cái x này sẽ là ở đây x nó sẽ thuộc ước chung của gì? 120 này, 72 và 168. Được không? Vì 133 chia cho một số mà dư ra 13. Dư 13 thì chứng tỏ cái x đó nó phải lớn hơn 13. Nhưng mà cái điều kiện của chúng ta nó sẽ lớn hơn đây là 13. Được không nào? Cái ký hiệu là nhỏ, miệng thì nói lớn mà tay thì lại viết nhỏ. X lớn hơn 13. Được chưa nào? Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm ước chung lớn nhất nhé. Được không? Ta có tiếp. 120 bằng
72 bằng 168 bằng. Cái số này là 168 nha em nha. Đúng nào. 120 thì chúng ta sẽ tiến hành đặt theo cột dọc và tính giùm thầy. Ok. Sau khi tính ở ngoài nháp thì chúng ta sẽ có được 120 bằng 23 nhân 3 nhân 5. Ok được chưa nào? Còn 72. 72 thì bằng 8 nhân 9, 8 là bằng 2 mũ 3, 9 là bằng 3 mũ 2. 168 thì sẽ bằng 8 nhân 3 nhân 7, nghĩa là bằng 2 mũ 3 nhân 3 nhân 7 ha. Bây giờ ước chung lớn nhất, từ đây em ta suy ra ước chung lớn nhất 120, 72, 168. Chúng ta chọn ra thừa số chung, lấy số mũ nhỏ nhất mũ 3. Rồi ok, 2 mũ 3 là bằng 8 nhân 3 thì cái này sẽ bằng 24, đúng không? Đấy. Nên từ đây suy ra x nó sẽ thuộc ước chung 120, 72, 168, nghĩa là chúng ta sẽ đi tìm ước của 24. Mà ước của 24 thì chúng ta biết rồi, như vậy nó sẽ bằng 1, 2, 3, 6, 8, 12, 24, đúng không? Chúng ta lập luận để chúng ta chọn được số cần tìm. Vì 133 chia cho một số và dư là bao nhiêu? Dư là 13, nên số đó phải lớn hơn 13, nghĩa là x này phải lớn hơn 13. Nên từ đây chúng ta suy ra x của chúng ta sẽ bằng 24 phần này, số phần này, cái hiểu không nào? Số phần này 24, được chưa? Như vậy chúng ta kết luận ở đây là vậy số phần cần tìm là 24. Tiếp tục ta có, bây giờ chúng ta sẽ tính trong mỗi phần thì có 3 vở, 3 bút, 3 tập giấy ha. Ta lấy 120 chia cho 24 thì bằng bao nhiêu em? Bằng 5. Như vậy chúng ta kết luận là vậy mỗi phòng có này 5 vở này, 3 bút bi này, 7 tập giấy này, được chưa? Ok chưa nào? Rồi. Ê, đang chưa? Đấy, bài số 3 ở trong tiết trước. Cho thầy lấy cái tờ giấy ha. Còn cái bài số 5 thì nó dễ như em cháo rồi em. Bài số 5 thì làm nhanh nha. Ước chung lớn nhất, giờ tìm nhanh luôn nha. 24, 24 thì sẽ bằng là mấy? 3 x 8, nghĩa là bằng 2 mũ 3 x 3. 4 x 9, 2 mũ 2 x 3 mũ 2. 120, 2 mũ 3 x 3 x 5. Thì chúng ta sẽ ra ước chung lớn nhất 24, 26, 120. Thừa số chung em là 2 với 3, lấy số mũ nhỏ nhất. Ở đây người ta lấy mũ 2. Như vậy ở đây sẽ bằng là 4 x 3, kết quả ở đây bằng 12. Còn bội chung nhỏ nhất
lấy thử số chung và riêng, chung này, riêng số 5 nữa. Đây 2. Đây, lấy số mũ lớn nhất ở đây 3 mũ 2 mũ 3. Cho thầy hơi nôn có việc em. 3 mũ 2 bằng 8 9 5 đúng không? 40 40 nhân cho 9 360. Xong. Cho thầy có việc đi bên ngoài xíu. Rồi, như vậy clip này tới đây kết thúc em. Chúc em học tốt. Bye bye.